tưới nha. Bình này là nhỏ gọn nha, bình này là xài cho ắc quy 12V 12Ah. Thông số của máy nè. Máy này là mình nối dây là dài được từ 50m tới 100m. Đi theo máy thì cọng dây nó chỉ tầm 1,5m thôi. Xài ắc quy 12V 12Ah. Lưu lượng nước của nó là 86 lít trên 10 lít phút. Áp nó là 0.83. Máy là đi kèm theo một cục sạc 1.7A. Dây hút tầm 3m. Có lọc gác. Rồi để em xịt test thử cho mình. Máy này chạy khá êm nha, thao tác nó cũng như là bình xịt điện của mình nha. Cái này là áp nhỏ, mình muốn áp lớn thì dặn xuống đây là áp nó chạy lớn. Hôm nay mình tăng chỉnh, tăng áp lớn xuống nhỏ, tăng lớn. Đây này là em tăng mát rồi nha. Rồi em chỉnh nhỏ xuống. Để số 0 là mình xài tự động. Mình xài tay. Đó, tăng chỉnh được. Còn mình gạt xuống là nó là mặc định tự động. Máy này là không có đi theo cần nha anh chị, tại cần này là em lấy em test cho thôi, nó chỉ có là dây xịt, dây hút.